Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là ai? Dạ là bác chủ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao hồi bữa giờ em không ứ chị mà em vợ chị gần chết thì em mới cứu. Chào các con, nếu mà mới chứng có bệnh á thì cứu á, mà có thấy hay đâu, để mà chị gần thì chết em cứu chị thì chỉ có biết cái tài của giả đảm thôi chứ. Trời ơi, hồi giờ có nghe tài giỏi mà chị đâu có biết đâu. Bây giờ là cái ơn mà cứu chị nha. Em muốn cái gì thì chị ta chị đã thử cho nè. Thôi, lời dở á, giờ làm gì mà cứu được. Nó nghe nè, chứ em không cứu. À, cứu được. Trước khi em mà tôi nói với người cứu chị là tôi cách chị trước đây nè. Cách chị? Tôi khổ chị. Chị làm gì vậy, cách chị? Tôi cách chị là chỉ cưới vợ thằng Bảo. Nhưng mà chị thấy tôi là bà giá, nên khi chị học có ngồi tôi ăn được một miếng đầu éo mà chẳng có được một miếng rượu lạ thì chị. Trời ơi, chị em nói gì vậy vậy? Chị là mẹ Bảo, chị cưới vợ thằng Bảo mà chị không có biết. Mà em biết chị cưới vợ thằng Bảo nào, vợ cưới thằng Bảo. Tôi nói một cách mắt cách chân rõ là em chị biết. Con không được mẹ không trả lại, con bắt nhau.
con sợ vậy, con đưa cho thí và thí đưa cho mẹ, mẹ con sao mà làm thí mấy thả lại cho thí. Bây giờ thí chịu đến chuyện đúng không, thí chịu đến chuyện bỏ chồng rồi thí 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 chồng lại cho con. Trời ơi, con chiếm điện dữ không ơn. Này, sao mãi cũng vậy không? Gặp thì nghe chi biểu rồi. Sai. Đúng đi rồi. Đúng rồi. Chi biểu. Nhưng mỹ là đúng quy tính. Con lại đừng thua, biết là con nha. À, là con.
cái đấy.